strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay trở lại với em khí đột đây mà. Bữa nay lại tiếp tục là trận đấu mà đấu đam khí đột khủng long nha. Bên kia còn có cả skin tăng trưởng kìa, bên kia rất nhạt nhiều tiền anh em mà. Skin của khủng long, skin nhật nguyệt thần giáo với lại skin của con tăng trưởng nữa đó. Bên này thì cũng đánh đội hình y xì, chắc hai thanh niên này đánh đấu đam thôi. Đánh khỉ đột khủng long ha. Cái con khỉ đột này mình thấy là đang được vô meta hay là người ta đang chơi nhiều á. Đấu đam thì có thể gặp nhiều nhưng mà khống chế thì mình cũng chưa thấy lắm, nhưng mà thấy đấu đam thì chơi là ok đó. Nó hút chấm của bên đối phương để đẩy chấm cho bên mình. Hai bên hút qua hút lại ha. Thì thường cái trận đấu như thế này thì bên nào bóng to thì lợi thế nó sẽ cao hơn bên nào bóng thấp. Tất nhiên là bóng thấp thì lợi thế nó sẽ không bằng rồi. Trong cái cuộc đấu đấu đam, trường hợp mà muốn đánh mà dạng ăn kèo được những người mà level bóng to hơn mình thì phải đánh khống chế nó mới có khả năng. Còn đánh mà kiểu cùng đấu đam mà bóng mình thua, rít đam mình bé là thua liền, khó lắm anh em ạ. Ok, đây là hiệp thứ tư con bót khóa ha. Bót khóa này chắc là riu riu thôi. Thì cái con khỉ đột này nó được cái là nó sẽ đỡ làm kẹt bàn ha. Hai bên hút qua hút lại là coi như là cái số chấm nó cứ giảm qua giảm lại cho nhau vậy đó. Bên này hút, bên kia hút nè. Level khỉ đột không biết bao nhiêu nhưng mà cảm giác hồi chiêu cũng tương đối nhanh đó anh em à. Ở đây nó có cái khoảng thời gian nè, con sau khoảng thời gian nếu mà không phá đi thì nó sẽ bị giảm chấm. Mấy con khỉ đột này thì dùng tinh thần bảo kê là được, sẽ không bị hút ha. Nhưng mà cảm giác như là đánh cái con khỉ đột này thì lên chấm cao, nếu mà gặp những cái đội hình khống chế thì cũng khoai. Khi mà bóng lên chấm cao quá đó, đặc biệt là những cái bóng, những cái đội hình mà nó cần ghép nhiều như là đường cát nè, đường siêu nhân đỏ đó, hoặc là những cái bóng mà khống chế như ưu tinh được các kiểu, thì lên nếu mà con khỉ đột nó hút chấm cao quá thì bị sẽ bị dính khống chế thì không phá được ha. Nhưng mà phải là câu chuyện về sau, còn giai đoạn đầu nó rất là khó chịu. Giai đoạn đầu nếu mà đánh như kiểu hồi xưa đánh khống chế mà đánh tăng sao á, thì giai đoạn đầu con khỉ đột này rất là khó chịu nha. Nó cấu BB rất là nhiều vì nó cứ hút chấm của bên mình á, là bên mình phải mua bóng, phải ghép bóng các kiểu thì BB nó hụt đi rất nhanh. Đánh khống chế mà nó nhanh hết BB lắm. Đánh khống chế là giai đoạn đầu kinh tích ha. Còn cái con khỉ đột này là giai đoạn đầu là nó phá cái giai đoạn đầu, kết hợp với bóng dao có vẻ ok ha. Chưa thấy có ai, chưa thấy đội hình khỉ đột dao. Nhưng khỉ đột thì phải level cao cơ, kết hợp vô nó mới ngon được. Chứ ở đây hồi chiêu hơi lâu, đánh hơi khoai. Cần nếu mà muốn hồi chiêu nhanh nữa thì nó mới gọi là đánh với dao, nó mới gọi là xử lý nhanh gọn được. Chứ còn hồi chiêu lâu quá thì không ăn thua ha. Mà từ cái đợt cái con khỉ đột này ra thì đa số sẽ là đánh tăng trưởng trở lại. Đợt trước là tăng trưởng đang được bị tăng sao nó lấn sân. Khi mà những cái dòng bóng gây đam nó to quá, đánh khống chế người ta đánh tăng sao nó đỡ kẹt. Bây giờ thì ra con khỉ đột này nó hút chấm đầu game, đánh tăng trưởng trở lại. Không có tăng trưởng là nghe cũng oải phết á, oải dữ anh em ạ. Ok, thì mấy con sinh sôi mà 7 á, thì cái con khỉ đột đâm đánh lại là cái cứu cánh nè. Khi mà lên sinh sôi 7 thì nó hút xuống thì nó lại ghép được, đó là cái ngon vậy á. Đánh này thì hai bên tự không biết là hai bên đang giúp đỡ nhau hay là khống chế nhau nữa, thấy hai bên là đang gỡ rối cho nhau. Kiểu như là đi giống đánh cái khỉ đột này trong hợp tác thì như là nó mình chưa có đọc cái thông tin trong hợp tác nữa, để lúc nào mình đọc lại xem coi. Nhưng mà không biết nó có tự động tăng chấm mình không đâu, nó không có tự động tăng chấm đâu, tăng chấm thì nó lại bá quá ra, thay được con dao à.
Nếu mà nó tự động tăng chấm thì nó đâu có cái nguồn cấp đâu, cái này là nó đang hút chấm của đối thủ về. Còn nếu mà trong chế độ hợp tác thì mình nghĩ nó không có kiểu tăng chấm đâu, nhưng mà chưa 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 rõ trong hợp tác thế nào, chưa thấy ai đem. Nếu mà nó tăng chấm thì mình nghĩ là chắc có người đem trong hợp tác ở đó, nhưng mà có khả năng là chưa có. Mình để mình rồi sau mình đọc lại cái kỹ năng thực tình của nó xem thế nào. Ok, hiệp này hiệp thứ bảy nha, con boss âm dương. Liệu để xem là cái con âm dương nó có đổi được đội hình của hai bên không ha. Ok, đây thì bên kia đã lên được những con tăng trưởng 7, khi đột 7. Còn lại thì chưa thấy gì ha. Bên dưới này thì có khủng long 7 với lại sinh sôi. Đó, sinh sôi nó bị giảm xuống nha. Này là hai bên đang trong một trận đánh cạnh tranh nhưng mà mang tính chất hợp tác ha. Cứ bên nào kẹt thì có khỉ đột giúp đỡ cho bên đó. Có con tăng trưởng thì nó lên 7 chấm thì nó sẽ có kỹ năng thiên phú biến đổi thành con khác cũng không lo, thì có con sinh sôi thôi. Con sinh sôi với lại con khỉ đột 7 chấm thì nó hơi oải. Đó, bị đổi nè, hai bên đều bị đổi ha. Tới khúc này là cũng khoai rồi, vẫn giết được nhưng bị phá đội hình xương xương thôi. Tiếp tục là con boss khóa hiệp thứ 8. Đánh đấu đam này thì đánh trâu á, tầm hiệp 8, hiệp 9. Nhưng mà bây giờ đánh tới hiệp 10 cũng rất là khó ha. Khi mà được quái với boss nó được bút thêm hiệu ứng trâu, trâu, trâu bò thì rất là khó để đánh được tới hiệp 10. Hiệp 10 thì phải đánh đam trâu dữ lắm, 10, 11 là hết à, chứ không có đánh lâu như hồi xưa được. Mà thấy đánh tới hiệp 9, hiệp 10 là cũng lâu lắm rồi đó anh em, mà cũng ngoại phết đó chứ không phải là đơn giản đâu ha. Đó thì cái này là đang trong sự kiện nó khá là nhiều trò chơi, nên mà sự kiện thì đột này gắn đợt trung thu nối liền từ trung thu đến giờ, hình như nó 30 ngày lận. Trong đó khi đó thì bản quốc tế vẫn chưa thấy có cái hơi hám gì về cái bóng mới tiếp theo ha. Mình nghĩ là cái con Rubik thì nó vẫn đang ở trong meta rất là lâu đó, hai mặt hiện tại bây giờ vẫn đang được đánh mà, cho nên là Rubik thì ở bên bản quốc tế nha. Cái này mình đang nói bản quốc tế, còn hai mặt với con Rubik thì mình nghĩ nó vẫn đang ở trong meta một thời gian lâu nữa, tại vì bên Trung Quốc này nó cũng chưa có bóng nào thay được cái bóng khủng long cả. Bóng khủng long về sau thì mình nghĩ là sẽ rất là khó thay, tại vì không thể nào mà suy nghĩ ra được những cái bóng nó gây đam to mà nó lại còn ngon được, hết ý tưởng rồi. Cho nên là những cái bóng đời sau này có khả năng sẽ được xài ở trong meta nó lâu hơn một chút so với hồi xưa. Hồi xưa thì nó đang có nhiều ý tưởng cho nên là ra được nhiều bóng thay thế, giờ nghe cũng khoai đó anh em. Mà rồi hiệp này bị khóa khá là nhiều ha, bên kia còn bị khóa có 7 chấm nữa kìa, hai bên đều bị khóa có 7 chấm. Bên bạn có skill Nhật Nguyệt Thần Giáo thì đã giết được boss rồi, trong khi bạn bên dưới này vẫn chưa giết được. Tuy nhiên thì anh em để ý là máu của boss giảm khá nhanh ha, giảm nhanh lắm anh em, mà chắc giết được á. Ồ, xong được rồi, khả năng đi cao ha. Bên kia có skill Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe vẻ mạnh hơn bên này ạ. Bên này đã mất hai máu rồi. Ở đây thì cái con khỉ đột nó lại hút chấm cho cái bóng khóa thì nó hơi căng ha. Nếu mà nó hút cho cái bóng khóa nó giảm chấm thì được, chứ mà nó hút tăng chấm cho cái bóng khóa thì nó khoai lắm. Bên kia sắp giải được con khóa kìa, có con khóa một sắp bị hút chấm thì nó sẽ mất luôn này nha. Đó, tự giải luôn. Nhưng mà con 7 chấm thì giải hơi lâu nha, con khóa mà 7 chấm giải hơi lâu đó. Hiệp thứ 9 này là con boss chúa tể ngọn lửa đỏ, con boss ở sự kiện. Không biết là nó có đi tiếp tục hay là hết sự kiện thì nó hết, không biết. Hình như boss mới này nó sẽ ra luôn á, khả năng là không biết là có hết hay không. Ok, thứ 9 này thì hai bên nó đầu đắm đuối rồi. Bên không có skin này có vẻ đuối hơn nhiều. Bên có skin thì vẫn có được một con 7 chấm. Trong khi bạn khủng long phía dưới này thì hơi thấp ha, chấm hơi thấp. Có con khỉ đột 7, con sinh sôi 7 với lại một con khóa 7 hơi là khoai. Liệu có bất ngờ nào xảy ra trận đấu này hay không? Nghĩ rất là khó ha. Có khả năng là sắp đi nè.
Rồi, tới boss này. Ô, bên kia cũng bị mất hai máu rồi anh em. Bên có skin không giết được con tinh xanh cũng khoai nè. Ok, thì nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Liệu rằng bạn có skin kia có bị, bạn không có skin có lật ngược được tình thế không? Khi mà bạn ấy bị đuối boss ở hiệp trước, nhưng mà hiệp này thì có vẻ bên kia cũng đuối boss rồi. Bên nào sẽ là người thua trước đây? Bên kia nhiều máu hơn, có khả năng bên kia thua nha. Ủa, bên kia thua trước luôn anh em mà. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.